Thầy ổng cũng hàng bóng máy rồi ra ông thầy ăn gì mà ông khỏe ghê ta. Ông cặt ngựa với cặt dê vậy. Ông thầy đi ăn gì mà ông đi liên tục không mệt luôn. Ghê thì khâm phục nhà thầy nha. Ăn củ quý á. Trời. Quý là gì mà khỏe dữ vậy thầy? Củ quý của chanh trái chè. Ghê. Nên có sức khỏe. Thầy đi khỏe quá. Hôm nay chiều nay thầy đại đức Thích Tâm Phúc chùa Hòn Pháp Trung ương đi bên đây nè, đi đây sẽ tiếp tục thăm thú thăm những con thú còn lại trong Thảo Cầm Viên. Không bỏ sót con nào luôn chưa luôn, còn nhiều lắm, nhiều khu vực lắm chưa đi á. Còn thầy... bơm bớm nè, cắt kè kìa, con ké con sáo chưa đi nữa. Thầy cũng vừa không đường ra luôn á, lại đó lát đi gần trên đỡ môi chân. Thầy ổng đi xem thú mà ổng chảy nước miếng. Nhìn con nào cũng thèm hết. Trời ơi, thèm ăn. Thì có sức khỏe nhờ ăn thịt động vật không á. Ngay kia mình không ăn. Thầy cũng vừa đi vừa nhìn động vật mà ổng vừa thèm chảy nước miếng. Đúng rồi. Mà ghê thì ổng đi cả buổi mà không mỏi chân. Phật tử đi theo bắt đớ luôn. Đi mà đơ cà lơ phát phơ luôn. Đi cà lơ phát phơ luôn. Đây nè, gần đây nè đó. Ở đây là con gì thầy? Mấy con nai, con cù. Đà điểu hả? Đà điểu, con nai, con cù. Trời ơi, con đà điểu là con gì đẹp quá. Chúng ta sẽ tham quan đà điểu. Đúng. Linh dương sừng hiếm hả thầy? Đà điểu. Trời ơi. Đà điểu con to không đó. Cái cổ cao ghê. Đà điểu theo mấy con lớn lắm á, con này con nhỏ con đó. Ui nó chạy theo không hả? Nó chạy nhanh lắm rồi, hay nó đẩy mình luôn á. Cái con này có ăn thịt được không thầy? Được, này hay ăn rồi nè, ngon lắm. Thịt nó dai dai. Ủa? Mình ăn này người ta làm thịt nè, thường mấy nhà giàu họ ăn con thịt đà điểu nhiều. Thầy ăn thịt đà điểu rồi à? Ăn rồi. Ôi đà điểu với nai thì có thầy... vô rừng bắt cọp hoài mà không được ăn thịt cọp chán à. Không được ăn thịt cọp chán. Vô rừng bắt cọp mà chưa ăn thịt cọp thầy con con đà điểu này thịt nó ăn như thế nào thầy? Thịt nó ngon lắm. Những nhà giàu mới được ăn, còn những nhà nghèo đâu được ăn. Mà thầy ở chùa nghèo mà sao thầy nó sừng lên cái lá, cái lồng nó xù lên luôn ha. Con này nó có thể chở mình đi được đó thầy. Thầy ở chùa nghèo mà sao thầy được ăn thịt đà điểu rồi. Đà điểu đẹp không? Đà điểu đó. Đó, heo đó, con đẹp. Nào cũng đẹp, linh dương đà điểu quá tuyệt vời. Rồi chúng ta đi qua đây nữa con hết thôi, một đám luôn đâu. Ủa? Phải riêng bên một bên đâu nè, mà con mấy con này nữa nè ha, còn một đám đà điểu luôn nè. Quá trời con luôn nè. Đà điểu không, đà điểu làm món gì ăn ngon thề. Đà điểu hả, người ta kho gừng, kho tỏi, kho này kia. Đây nè, còn con tê giác nè, để chúng ta chuẩn bị qua con tê giác nè, chụp hình không. Đây là con tê giác rồi thầy. Rồi đó. Tê giác một sừng à? Tê giác đó ha. Nè, tê giác trắng. Tê giác trắng. Trọng lượng từ 1.440 kg. Nó đưa cái đít lại kìa ha. Ghê, nó to ghê. Đứng. Thầy vô thầy đứng gần tê giác để con chụp hình cho thầy. Đó. Thầy leo cái bờ rào này thì vô thầy đứng gần cho con chụp hình cho. Ô hà mã. Tê giác. Tê giác đưa cái đít y như cái con voi luôn ha. Nè con đây con bớn nè, nó buồn á, nó muốn qua chơi với con này nè. Con này con to nè, cũng hà mã nè, mà hà mã lớn nè. Là tên này cũng là tên là tê giác hà mã đây thầy. Hà mã sao tê giác cái đội ghê chưa. Ở đây nè, tê giác to nè. Con này là một sừng hay hai sừng thầy? Có một sừng. Một sừng chính giữa. Còn cái giác này muốn qua kìa ha.
Đó, thì giá kia muốn qua kìa ha. À. À, là ý tê giác là nó muốn chơi qua chơi với con này đúng không? Chụp hình không? Chụp hình. Rồi chụp hình đi chụp. Rồi uống chụp hình đi đứng lại. Rồi. Với lại chụp gì? Chụp nhau lại ơi. Ngọc. Hai đồ. Ngọc. Ngọc đi. Ngọc qua đây. Mấy em sinh viên hả? Dạ. Sinh viên trường nào hả em? Dạ, đại học Mở. À. Mấy em sinh viên đại học Mở gặp thầy Thích Tâm Phúc. Đó, tê giác này, tê giác trắng. Muốn chụp hình được với thầy à? Ừ. Đó, tê giác này đẹp lắm. Ừ. Nó đang ăn nữa. Ủa, bên này có trùng hươu cổ cổ nữa thầy? Ừ, hươu cổ cao lắm, đưa được lên đầu dầm xuống luôn á. Là hai khu luôn ạ? Ừ. Ờ không à. Rồi đi qua đây mình học cái câu cổ nè. Đó à, để coi con này kỹ chứ thôi. Chưa coi chưa đã hả? Chưa. Rồi đứng đây đó, đúng rồi. Con hà mã nè. Nè đứng đây mới thấy rõ nè. Nè ở đây. Ờ. Đâu? Đó. Ờ. Con này ăn cái ăn được ta? Em biết coi có cua không, có cua là được. Ờ. À, con hà mã bự ghê. Ừ. Để quay lại gần coi nữa. Con này động vật quý hiếm phải không thầy? Dài đến 150 cm. Sừng tê giác này quý lắm đó thầy. Chào thầy. Ừ. Trời ơi. Yêu quá yêu luôn. Rồi lên nè ngắm con ngựa rằn nè. Đó, ngựa rằn với đà điểu, ngựa rằn đà điểu khu vực cổ ở chung. Mấy này nó ở chung nó có đánh nhau không thầy? Không, nó thuận hòa. Khu cao cổ, ngựa vằn. Chúng ta lên lầu nè. Thầy Phúc đi thăm thú. Ừ. Có Phật tử muốn chụp hình thôi nè. Như con câu nào mới đẻ rồi. Như khu này nhốt mấy người vàng mà vừa đẻ xong đó. Chia đàn để chăm sóc cho nó kỹ đó thầy. Quá trời luôn, quá trời đẹp luôn. Rồi đi tiếp thầy. Rồi đi. Nhìn nó quay đàn. Thầy thâm mộ thầy quá luôn á. Không cái cây. Không phải cái chót nó trừ xuống.
Nè, hai con hươu cổ nó chạm cây kìa. Ôi thằng hươu này mắc cười quá à. Thầy đứng quay chụp tấm hình thầy. Dạ ông cổ à. Rồi. Nè, ông bu lên cây nè ha. Ấy trời ta. Bự đít nè. Trời, lại giờ qua Cần Thơ á, qua bên đó là gần là vườn đó là vườn bóp bớm nè, loài chim nè, các cây là cây nhông, cây táo nè. Cái con gì mà nó kêu bên kia dữ vậy thầy? Thì qua thầy biểu nó im lặng hả thầy? Đó, qua nó đang kêu mình á. Nói đi tham quan hết mà không qua tự tôi à. Không qua tự con. Ủa thầy vô mấy công nó có lạc không thầy? Có lạc. Vô rừng rậm mà không lạc. Ở rừng rậm rậm rừng. Mấy con thú là bên kia nó kêu thầy quá trời nãy giờ nè. Cô coi thử cá cây thầy biển nó im lặng cái. Mấy cây sao này lớn dầu không gái. Trồng bông đẹp không? Ừ. Nó đi qua nhanh lắm, nó không có nhiều đâu, chim nó kìa. Nó sáo cái kè vô là tẩy liền, nó khỏi đi xa. Dạ. Yeah. Cái này là cổng chính đó. Ừ. Đó là tẩy liền, ngắm những loài chim. Chim và cu. Thà em ăn gì mà em đi khỏe thiệt á, em đi lẹ ghê á. Đó giờ ngắm vô đây chúng ta ngắm cô ngắm chim vườn voi vô mê cung nè ha. Lại dân giả dài. Thà em đi gì mà ăn gì mà khỏe quá. Ừ. Đi lẹ. Rồi. Ừ. Vô đây nè. Vườn vô cái nào ta? Ở đây chụp hình. Ra đây chụp hình. Rồi đã vô đây đã làm gì hương không? Quay video đấy. Trời mấy em hâm mộ thầy quá chụp hình. Kênh YouTube không thầy? Không. Rồi. Không nói mà đổ mồ hôi luôn á. Vô đây chúng ta ngắm cu. Cu đâu rồi? Thấy chim không mà cu đâu? Cu đây nè. Cu đây đưa đây. Đó các bạn kia nè. Cu đây. Vô đường nào ta? Có đường vô kìa thôi đúng không? Vô ngắm chim bên nào? Cu đây và cu đâu? Cứ hỏi đi ngắm chim cu, ngắm cu đi. Cứ đòi ngắm chim nè. Có cu rồi nè. Nãy giờ cứ đòi ngắm chim cô nè. cô đây trong các loài cô và các loài chim chúng ta thích cô chim nào nhiều nhất? Thầy vô thầy chúng ta sẽ vô hồng hạc được không? Đó, vô rồi. Trời ơi. Rồi vô mê cung. Đã quá. Rồi bước vào. Nè con công thấy không? Ồ ừ. Con công rồi thầy. Công đẹp không? Quá trời đẹp quá luôn. Trời cò luôn kìa. Đó cò nè. Ồ con cò mà đi ăn đêm lặn cổ xuống ao mà gì kìa con cò bay lả bay la. Con cò mà đi ăn đêm đầu phải cành mềm lặn cổ xuống ao. Đúng rồi hay quá. Đó, này cò trắng lông gì lông cam vàng.